nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phường Khuê Mỹ, quận Hoàng Sơn vừa phát động xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Được thành lập tại tổ dân phố số 11, kiệt số 37 đường Trần Trọng Khiêm, tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng có 6 hộ gia đình. Mỗi gia đình được trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá vỡ và lắp đặt hệ thống chuông báo cháy liên kết với các hộ trong tổ. Hễ ai phát hiện có sự cố cháy nổ thì bấm và các chuông sẽ đồng loạt reo. Mọi cư dân đều có thể nghe được để nhanh chóng có phương án thoát hiểm cũng như chuẩn bị dụng cụ cứu hỏa. Chúng tôi cũng rất là vui vì đã được có một mô hình này, bởi vì nó rất là cần thiết trong cuộc sống, không những nó vừa là phòng cháy cháy mà có thể là nó còn như là trộm cắp, có thể vẫn như sử dụng được. Đối với điểm chữa cháy công cộng thì được trang bị bình chữa cháy, xà beng, kìm cộng lực và các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giúp cho người dân trong khu vực kiệt hẻm nhỏ kịp thời xử lý sự cố trong thời gian chờ lực lượng chức năng. Cùng với việc đã mắc hai mô hình, hàng năm phường Khuê Mỹ chú trọng tổ chức các buổi diễn tập thực tế, hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý thực tập thuần thục các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, các tình huống cháy nổ khi xảy ra, góp phần hạn chế các vụ cháy nổ gây thiệt hại đến người và tài sản. Sẽ tiếp tục là triển khai thực hiện các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy, cố gắng rằng là đến cuối năm là trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thì tất cả các phường đều có cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và tổ chữa cháy công cộng điểm. Áp dụng rất là hiệu quả trong đối với các khu dân cư kiệt hẻm và nó sẽ giúp được cho người dân về cái việc là kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng về cái công tác phòng cháy chữa cháy và vận dụng được cái sức mạnh tại chỗ, bốn tại chỗ tại khu dân cư. Phát huy sức mạnh toàn dân trong phong trào phòng cháy chữa cháy được xem là giải pháp hữu hiệu trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy xảy ra. Thực tế cho thấy những vụ cháy thương tâm thời gian qua trên cả nước là nỗi ám ảnh đối với cộng đồng. Do vậy, phòng cháy để cứu chính mình và mọi người vẫn luôn là bài học không bao giờ thừa.